Quý vị biết là có một cái tích truyện này rất là ý nghĩa, là có một vị thanh niên này làm cái nghề là bán dầu. Làm nghề bán dầu thì có một ngày á, vị này đi trên đường mà đi bán dầu thì gặp một người xem tướng. Ông mới nói rằng ông á là sau này sẽ nhìn cái tướng là có, cho nên quý vị nhìn coi cái cằm mình có không, là có hai cái đường gân màu xanh nó chéo, nó mọc từ cái cằm lên cái miệng. Nhìn tại đó ông nói rằng cái tướng đó là sau này ông sẽ chết vì đói, bần cùng và chết vì đói. Thì nghe như vậy ông này rất là lo. Thì thời gian ông này cũng phải lo, nhưng mà rồi cũng phải làm ăn, đi bán dầu làm ăn để sinh sống. Thì có một hôm lúc mà đi trên cái đường gặp một cô gái đang ngồi khóc ở bên cái giếng á. Thì ông mới tới ông hỏi là tại sao mà khóc như vậy. Thì cô gái mới nói rằng là tôi có đem một số vàng gia sản của nhà bán hết để đi giải oan cho cha của mình. Nhưng mà khi mà ngồi nghỉ ngơi đây tôi vô tình nó rớt xuống giếng. Mà nghe nói dưới giếng này là có một con trăng rất là độc, cho nên không ai dám xuống để mà lấy dùng hết. Thì ông này ông mới nói rằng thôi đời mình thế nào cũng chết vì đói rồi, cho nên thôi thà có chết thì chết, mà làm anh hùng một bữa, lỡ chết cũng sao. Tại mình đã cái thầy bói đã nói như vậy rồi. Ông mới nhảy xuống dưới giếng để ông tìm cách, và ông đã vớt được cái túi vàng lên cho cô này. Và cô này nhờ cái túi vàng đó giải oan được cho cha, và họ gây dựng lại sự nghiệp được. Thì sau cái nhân đó, cho nên nhờ cái nhân làm phước đó thì quý vị biết là có một thời gian sau ông này giúp xong rồi ông cũng đi bình thường, gặp lại thầy bói. Thầy bói nhìn nó, ủa cái tướng mà chết vì đói của ông mất rồi, không còn nữa, sau này ông sẽ được công danh hiển đạt, được giàu có. Thì khi mà nghe như vậy ông cũng không để ý tới. Nhưng mà quý vị biết là gia đình cô gái này nè tìm lại ông đó để mà tạ ơn. Và cô này kết duyên cùng ổng luôn, và nói với cha mình là cho ông này thăng quan tiến chức. Thì trên đường mà ông đi đến để được thăng quan tiến chức á, thì lúc đó ông hơi ỷ lại, cho nên là ăn chơi trác táng gái rồi rượu chè, rồi ăn chơi trác táng. Cuối cùng vô tình cũng gặp ông thầy bói nữa. Ông nhìn là ông nói ủa sao mới cách đây không lâu đã thấy cái tướng nó mất rồi, mà bây giờ cái tướng chết đói chết khát này vẫn hiện lại rồi. Ông này ông tức quá, ông thèm nghe, ông chửi cho cái ông thầy bói xong ông đi. Ông này xem tướng rất là giỏi. Thì cuối cùng ông đi thì cũng vẫn được thăng quan tiến chức, nhưng mà trong lúc làm quan á, ỷ lại, bắt đầu ăn hối lộ, rồi cưới đủ thứ cô, rồi dụ dỗ gái lành, hại đủ thứ người hết. Cuối cùng bị phạt lên vua, đưa lên vua và bị phạt, bị bắt tù đầy. Thì khi mà nghe bị tù á, ổng sợ quá, ổng mới trốn vào rừng. Trốn vào rừng thì sao quý vị? Thời gian thì chết đói ở trên cái đá. Đâu quý vị thấy không, là cái đó là cái nhân quả hiện tiền, cái đó gọi là hiện báo. Cho nên là một trong những cái cách mà mình phải thấy là có những cái nhân quả nó đến ngay cái cõi đời này, đó là hiện báo. Cái thứ hai là gì? Hậu báo, sanh báo. Sanh báo tức là qua đời sau mới gặp, mới trả quả báo. Ví dụ kiếp này mình nói đó, nhiều người nói sao gieo nhân lành tu quá trời luôn mà không được, tại vì cái quả mình chưa có chín mùi. Thì giống như quý vị thấy cái tưởng tượng một cái chậu nước muối mặn đi, mà mình muốn cho nó ngọt thì sao quý vị? Cho nước đường vào hoặc là cho nó hết mặn. Thì quý vị cứ đổ nước, mà đổ tới lúc nó đủ đô thì nó mới hết mặn, còn quý vị mới đổ con chút thì nó không hết. Thì cái sanh báo là vậy. Thì mình làm phước, mình tu tập, nhưng mà mình mới tu con ít mà mình đòi có cái quả liền thì không được. Thì sanh báo tức là nó qua cái kiếp sau. Cái thứ ba là hậu báo. Hậu báo là gì? Là nhiều kiếp sau nữa mới trả báo. Thì nhân đây để dẫn chứng quý vị trong Kinh Thủy Xám. Quý vị đã từng nghe Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư rồi phải không? Có nghe không? Cái này rất là thực tế, mà hậu báo 10 kiếp sau mới trả được. cái quả báo này là 10 kiếp. Là lúc bây giờ ở đời vua Đường Ý Tông đó quý vị, đời Đường mà Đường Ý Tông á, có một vị thầy này không biết từ đâu tới, không biết ở đâu, nhưng mà vị này bị áo quần thì rách rưới. Một vị thầy xuất gia tu tập á, áo quần thì rách rưới, mình mẩy thì ghẻ lỡ lét đầy mình hết. Thì mà trên ổng đi đến đâu người ta cũng sợ, tại vì mình mẩy ghẻ chóc rồi ghê tởm, không ai giúp hết, không ai cho ăn, không ai giúp, hiếm lắm mới có được vài người giúp. Thì lúc bây giờ ổng gặp một vị tăng tên là Ngộ Đạt. Vị tăng này thấy cái tình cảnh một thầy này già lớn tuổi mà bị như vậy tội quá, mới đưa về chùa chăm sóc xong rồi còn hơ cái một ghẻ để làm cho hết bệnh, giúp cho vị này khỏe lại, và còn năn nỉ vị này cứ ở lại để được hầu hạ, để được lo lắng. Thì vị thầy này mới nói rằng tôi xem ông á là sau này sẽ được danh tiếng, đi thuyết pháp độ sanh có được danh tiếng rất là lớn, được bổng lộc rất là lớn, cho nên là ông hãy ở lại mà tu tập để sau này thuyết pháp giúp đời, đừng có theo tôi mà khổ. Nhưng mà sau này nếu ông có một cái nạn gì đó, cho nên quý vị hay đọc kinh từ Bi Thủy Sám đó, là cái dẫn chứng là từ bài kinh là có cái câu chuyện này đó, là sau này nếu ông có một cái nạn gì thì hãy đến cái núi gọi là núi Trà Lũng, và đến giữa chân núi sẽ có hai cây tùng, và đến chỗ đó sẽ được gặp tôi sẽ giúp. Thì vị này cảm ơn xong rồi tiễn đưa, không nhớ, ngài Ngộ Đạt này không nhớ, và ngài tu tập đúng là thời gian sau trở thành một người danh tiếng, giảng pháp độ sanh, giúp rất là nhiều người. Vua đến nỗi vua mời vào cung thuyết pháp luôn, và vua phong cho một cái chức danh là Ngộ Đạt Quốc Sư. Rồi quý vị thấy là thầy của một nước, thầy của vua, thầy của cả một nước, gọi là Ngộ Đạt Quốc Sư. Thì khi mà làm Ngộ Đạt Quốc Sư rồi thì rất là được vua sùng kính, được nghe pháp, được thuyết pháp và nổi tiếng, hầu như ai cũng kính trọng hết. Thì vua một ngày vua mới tặng cho một cái ghế ngồi làm bằng gỗ trầm hương rất là đẹp. Thì có một ngày, ngài này ngồi trên cái ghế đó, tự nhiên sanh một cái tâm tự mãn, mới nghĩ rằng trên cuộc đời này mình vậy là nhất rồi, là thầy của vua, muốn cái gì cũng có, được nhiều người kính trọng, mà bây giờ ngồi trên cái này nó sung sướng quá, sanh cái tâm tự mãn. Thì sau khi mà khởi cái tâm tự mãn, tự đại, cái tự nhiên là thấy người mệt mỏi, về nhà thì ở đầu gối mọc lên cái một ghẻ, mặt người có mắt, có mũi, có miệng bình thường, và rất là đau đớn. Mà đau đớn đến nỗi quý vị biết là sức thuốc bao nhiêu danh y, vua cho mời bao nhiêu danh y cũng không hết, sức thuốc vào thì càng đau hơn. Mà đến nỗi đặc biệt cái mục ghẻ này nếu cho thịt vào cái miệng nó là nó ăn, và nó ăn thì cái chân nó bớt đau. Vị này đau đớn quá, bắt đầu mới cảm ngộ được, tại vì đã người học cao hiểu rộng, hiểu mà cuộc đời này vô thường biến đổi, nghiệp quả nó đến khi nào không hay, cảm thấy chán chường, thấy cuộc đời này hiểu rồi, hiểu được. Khi mà gặp cái cơn bệnh mới thấy, tức là đau đớn, thì vị này mới nhớ lại lời của một cái thầy già ngày xưa đó đã từng nhắc mình, và đã lên đường đi suốt mấy tuần để kiếm được vị thầy này. Thì đến được cái giữa chân núi, mấy tuần lễ trời giữa chân núi, thì đến hai cây tùng đang tìm kiếm, thì tự thấy vị thầy đó ngồi trên tảng đá. Thì khi mà thấy vị thầy đó rồi thì bắt đầu ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới trình bày cái nỗi đau khổ của mình. Thì thầy mới nói rằng cứ bình thường, bình tĩnh, sẽ cứu được cho ông. Thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới nói vậy là nguyên nhân tại sao mà con phải bị nặng nề như vậy. Thì vị thầy mới nói là ông sẽ biết được lý do tại sao. Thì ngày mai cho một cái vị thị giả dẫn xuống suối lấy nước để rửa. Thì khi mà lấy cái tay khoác định rửa cái mục ghẻ, thì cái mục ghẻ nó nói được tiếng người. Nó hỏi ông là, nó nói là khoan rửa đã, bây giờ ông hãy nhớ, ông là người học cao hiểu rộng, ông có từng đọc cái Tây Hán Thư không? Thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư nói có đọc. Vậy ông có nhớ câu chuyện ngài Viên Án và Triệu Thố không? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cũng nói có, tôi có đọc rồi, đọc qua. Thì lúc đó cái mục ghẹ mặt người mới nói rằng ngày xưa Viên Án đã tâu sàm tấu với vua để giết hại Triệu Thố. Rồi oan ức, tôi đã chết rất là oan ức, ông chính là Viên Án. Tôi là Triệu Thố ngày xưa đã giết ở phía chợ, ở phía đông của một cái chợ. Và tôi đã oan ức đến nỗi mà tôi hận, muốn hại được cho ông. Khi nào hại được ông thì tôi mới mãn nguyện. Và tôi đã theo ông 10 kiếp rồi. Quý vị thấy viết thành sử luôn á, viết thành sử, và chính Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cũng đọc mà không biết đó là mình. 10 kiếp rồi tôi không hại được ông là tại vì ông tu hành nghiêm mật quá, cho nên tôi không hại được. Công đức lớn, tu hành nghiêm mật cho nên tôi không hại được. Nhờ có cái lúc mà ông danh vọng cao rồi ông sanh cái tâm tự mãn, tự cao tự đại, cho nên cái đức cái phước của ông nó tổn. Nhờ vậy tôi mới trả được thù. Thì hôm nay nhờ ông, nhờ có một vị thầy đã cứu được, thì coi như tôi nói cho ông biết, coi như là ân oán giữa tôi và ông nó chấm dứt. Quý vị thấy nó dễ sợ không? Nó theo 10 kiếp oán thù. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình thấy cuộc đời này mình đâu có biết được đâu. Mình đang sống vậy mà nhiều khi bị một cái gì đó, tự nhiên đâu xô té ngã cái là mình biết. Nhiều khi nghiệp duyên đâu nhiều kiếp nó theo mình mà đâu có biết. Mà cho nên mình muốn giải được cái thù đó chỉ có tu tập. Đó 10 kiếp này nhờ là Ngài có tu tập, nhờ có công đức tu tập cho nên không có bị. Nhưng mà chỉ khi mà đạt tới cái danh vọng thì sanh cái tâm chỉ cần ngã mạng thôi. Mà quý vị thấy tổ phước dễ sợ không? Là tự nhiên từ cái tâm đó nó mới phá được. Còn nếu luôn luôn mình với cái tâm tu tập thì không có bị. Thì sau đó mới lấy cái nước, nó nói xong rồi thôi hết, lấy nước giữa dòng suối rửa. Và Ngài đã đau đớn đến nỗi mà ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì Ngài mới cảm thấu được là đúng là cái định luật nhân quả nó dễ sợ lắm. Và cái thầy cũng đã từng, vị thầy già cũng đã từng giải thích cho Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là ngay cả Đức Phật thời xưa cũng bị rất là nhiều, đã từng ăn lúa gạo, lúa của ngựa đó mấy tháng trời, rồi bị lăn đá chảy máu. Nhiều cái Đức Phật, Đức Đạo Sư còn bị nhiều cái oán nghiệp nhiều kiếp phải trả, thì huống chi mình. Nợ ông trả là sẽ hết, chỉ cần trả nợ là nợ sẽ hết, quan trọng là đừng có vay thêm nữa. Ngài đã từng nhắc Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Thì mình cũng vậy, mình có một cái bệnh hoặc là có một cái chướng nạn, chướng duyên gì đó, mình hoan hỷ chấp nhận để trả thì nó sẽ hết. Còn mình, đợt kỳ trước có giải thích quý vị, mình oán trời trách đất, oán người thì càng tổn phước tổn đức thôi, nó không giải quyết được gì, mà chỉ có chấp nhận. Cho nên Ngài nhắc cho Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư một câu rất là ý nghĩa: nợ ông trả là sẽ hết, mà quan trọng ông đừng có vay thêm nữa, tức là mình đừng có tạo thêm cái nghiệp xấu nữa. Thì cho nên ngay hiện tại kiếp này mình cứ làm lành. Lỡ mà mình nhiều kiếp mình không biết á, thì mình cứ làm lành tu tập thì mình sẽ chuyển được nó nhẹ nhàng hơn. Thay vì ví dụ cái nghiệp đó mình bị nặng thì nó sẽ nhẹ hơn. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi mình tưởng kiếp này mình ngon lành không bị gì mà đâu có biết được đâu. Cuối đời, nhất là con người mình, quý vị, khi mình còn khỏe, những cái oan gia tương, những cái người ân oán, những cái kẻ oán mình đó, nhất là những mình giết hại những con vật, những người mà thù nó theo mình đó, khi mình còn khỏe họ chưa hại được. Nhưng mà khi sức khỏe mình về già đó, mình yếu xuống, mắt mờ tai điếc, mình yếu rồi, lúc đó nó mới nhảy vào cơ thể mình, bắt đầu mình mới bị những cái bệnh nặng. Cho nên thường là quý vị thấy đó, nhiều khi nhiều người già nó mới đổ ra bệnh, tại vì còn trẻ thì cái sức mình còn mạnh, tinh thần mình còn minh mẫn thì không ít có bị. Cũng có nhưng mà không phải là không, nhưng mà ít hơn. Cho nên là quý vị để ý là cái ân oán nhiều kiếp nó dễ sợ lắm. Thì cái này là cái hậu báo. Hậu báo tức là nhiều kiếp sau vẫn còn. Đó, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là 10 kiếp luôn cơ. Cho nên là nhiều khi mình đọc trong kinh hoặc đọc đâu đó mình thấy có những chuyện nhiều khi đâu đó là mình nằm đâu đó mà mình không biết. Cho nên rất là cần thiết. Cho nên cái câu này 42 Đức Phật dạy. Đó, quý vị thấy vị đó, cúng nhờ công đức cúng dường Đức Phật chứng quả dự lưu. Nhưng mà trên đường về là cái bị, nhiều người không biết, đúng là họ đổ thừa thiệt, tại gặp Đức Phật mới bị. Và ở đây nhiều khi mình cũng có, mình nói tại có người đó tới mới bị, hoặc tại đi tới đó mới bị, tại gặp người đó này kia, nếu mình ở nhà là không bị, rồi cái đi đổ cho người đó. Nhưng mà thật ra mình không thấy là cái nghiệp quả tại mình chứ không phải tại người ta. Mình tạo mình mới lãnh, chứ đừng đổ thừa cho người khác. Mình đổ thừa là tại đi tới nhà cô đó, cô đó bị có tang hoặc là mới bị về mới bị như vậy, là không phải. Cái này tất cả cái theo giáo lý nhà Phật là nhân quả nghiệp báo, mình làm mình chịu chứ không đổ thừa tại ai hết. Có những người họ hỏi đó, họ nói rằng ông A hại ông B kiếp này, kiếp sau ông B lên hại tiếp ông A, thì như vậy là có đúng luật thôi chứ có gì đâu sai. Nhưng mà nếu mình hại tiếp thì sao nữa, quý vị thấy sao? Ông B kiếp sau lên hại tiếp ông A, thì ông A kiếp sau lại đi hại tiếp ông B, thì cứ vậy nó cứ xoay vần luân hồi sanh tử. Còn nếu kiếp sau ông B biết tu tập, nghĩ rằng thôi do ông A hại thì coi như do mình, cái nghiệp mình chịu, thôi mình hoan hỷ, mình chấp nhận, mình trả, mình từ bi, lấy từ bi để độ. Hoặc nếu mình không có vai do ông A hại mình, nhưng mình thấy rằng họ làm điều đó là điều xấu, mình cao thượng hơn, mình bỏ, thì tự nhiên nó chấm dứt. Còn mình cứ nói ăn miếng trả miếng là chết. Cho nên là cái định luật nhân quả nó dễ sợ lắm. Cho nên cái câu này để nhắc mình, Đức Phật mới nói kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà. Tức là dù hai kẻ thù nó hại nhau cũng không bằng do cái tâm mình tà vậy. Nếu người ta có hại mình nhưng mà cái tâm mình chân chánh thì nó sẽ chuyển được. Còn nếu người đó dù không hại nhưng mà cái tâm mình theo con đường tà thì chắc chắn mình sẽ gây ác. Cho nên Đức Phật nói không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Rồi quý vị có thắc mắc gì nữa không? Còn quả báo nhãn tiền hay là... Đó là hiện báo đó. Cái đó kêu là quả báo nhãn tiền, là hiện báo. Thế thì con trả cái nghiệp bây giờ kiếp sau con lên con có còn bị nữa. Thì nếu mà mình đã trả, mình chấp nhận cái bị những cái oan gia gì đó mình đã trả rồi thì đâu còn nữa. Nhưng mà mình chỉ biết là coi giống như có những cái nghiệp báo mà đó nhiều kiếp, tức là người ta chưa có hại được mình, cơ hội nó theo mình nó chưa hại được, thì tới những cái kiếp nào nữa mình mới trả. Nhưng nếu muốn để không bị như vậy thì mình cứ tu tập tích đức. Cô cứ nấu sôi hoài là có công đức là không? Dạ. Vậy hậu báo với sanh báo nó khác sao? Hậu báo là nhiều kiếp nữa. Dạ, sanh báo là kiếp sau. Dạ. Kiếp sau mình trả, kiếp này chưa, kiếp sau. Còn hậu báo là nhiều kiếp sau. Cho nên quý vị thấy đọc trong cái kinh điển nhà Phật nhiều cái nhân quả nghiệp báo mà rất là dễ sợ. Là đó nhiều kiếp, 10 kiếp rồi mà vẫn theo. Cuối cùng nhờ cái sự mà từ bi như vậy cho nên mới được, lấy cái lòng từ bi mới chuyển được. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp pháp cú thứ mấy quý vị? Ủa sao kỳ nào cũng nhớ rõ vậy? Ủa, có nghe qua là về nhà nghe lại phải không? Rồi còn nhiều lắm quý vị, mấy trăm câu lận á. Thì mình học cho hết bộ kinh pháp cú này đi. Thì hôm nay là chúng ta học câu 41. Thì câu pháp cú này là rất là, cũng mang ý nghĩa rất là sâu sắc về, nói chung nói về thân người. Thì lúc bây giờ ở thành Sa Vệ có một vị thanh niên trẻ, khi một lần có một dịp duyên là đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vị này mới phát tâm đi xuất gia. Quý vị thấy mình nghe hoài mà mình chưa đi được không? Đức Phật, có vị là nghe Đức Phật một lần thôi rồi phát tâm đi xuất gia. Thì khi mà đến xuất gia, quý vị biết là khi mà đến á, tu thời gian tự nhiên người cái một ghẻ nó mọc đầy. Một ghẻ lớn từ từ nó nhỏ, từ từ nó lớn rồi nó vỡ ra, nó làm lét, lỡ lét trong người. Thì thường thì mình nói nhiều khi cái câu dân gian mình hay nói là tu là đổ nghiệp. Nhưng mà không phải như vậy, không phải do tu mà đổ nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đương nhiên tới lúc duyên nó chính là nó phải trả thôi. Thì vị này bị lỡ lét cuối cùng mà đến nỗi mà nằm thời gian lâu quá rồi xương nó cũng mục, nó bị mục bớt nữa, bị mục một số nữa. Thì các vị ở trong liêu, đồng liêu thì cũng hết lòng giúp rồi, cuối cùng chịu không nổi phải đưa ra ngoài. Thì Đức Phật mới biết được cái chuyện này, Ngài mới đến. Quý vị biết là đích thân Đức Phật là cho khiêng cái vị này ra, lấy nước ấm Đức Phật lau rửa tắm cho vị này. Một hành động của một vị thầy, một vị đấng trưởng, một cái đức Thế Tôn, một vị thầy mà đã làm chuyện này á. Cho nên là đã cho các vị thầy tỳ kheo khác lấy cái y đem đi giặt nữa, giặt rồi Đức Phật thì đích thân rửa. Thì như vậy là quý vị biết là sau khi mà mà rửa rồi đó thì rồi sạch hết rồi, thì cuối cùng là vị này, Đức Phật biết là vị này sẽ chứng quả, cho nên là Đức Phật mới khai ngộ. Khi mà vị này tắm xong sạch sẽ, tĩnh tâm, thì Đức Phật mới nói là ông biết là thân của ông là sắp sẽ rời bỏ rồi, hủy diệt, là không còn giá trị nữa, thân ông sắp bị bỏ rồi. Thì cho nên là thì khi nhân đó Đức Phật cũng nói cái bài kệ, thứ 41, biết thân tắm rửa sạch sẽ mát mẻ rồi thì nằm đó sắp lìa bỏ cõi đời, thì Đức Phật mới nói rằng, ngài mới nói câu Pháp Cú thứ 41 là không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Là như khúc cây bị mục, bị gãy rồi cuối cùng nó cũng rã thôi. Thì cái thân mình cũng vậy. Thì cho nên Đức Phật mới nói, với vị tỳ kheo cái câu Pháp Cú này, thì vị này nghe từ câu Pháp Cú này và chứng được quả A-la-hán. Và khi chứng quả A-la-hán thì vị này trút hơi thở cuối cùng và lìa bỏ cuộc đời. Thì quý vị biết là khi mà lìa bỏ cuộc đời thì Đức Phật mới cho đem đi thiêu và lấy xá lợi lại để thờ. Tại vì đã chứng quả A-la-hán rồi. Thì lúc đó các tỳ kheo mới ngạc nhiên, mới hỏi Đức Phật là tại sao vị tỳ kheo này sau khi chết sẽ sanh về đâu. Thì Đức Phật nói vị này nhập Niết Bàn, không sanh vào cõi nào mà ngài nhập Niết Bàn. Thì các vị tỳ kheo thắc mắc là tại sao một vị A-la-hán chứng quả A-la-hán rồi mà còn chịu nghiệp quả mà đau đớn như vậy, phải bị lỡ lét, bị mục này kia lỡ lét như vậy. Thì sau khi hỏi như vậy Đức Phật mới giải thích là nhân duyên thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, vị này chuyên làm nghề bắn chim. Cho nên quý vị thấy sát sanh là một cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Bắn chim về nhiều quá đem đi vô bán ở, đi bán đem vô trong hoàng cung, hoặc là đi bán ngoài, hoặc là bữa nào mà dư là còn giết ăn nữa. Thì về nhiều khi nhiều quá vị này không thể giữ được chim, không có chỗ để chứa nhiều, cho nên bẻ cánh, bẻ chân để cho nó đừng có bay. Tại vì nếu mà giết một loạt thì để thì nó hư, chưa bán kịp thì nó hư, mà để sống thì không có chỗ chứa, cho nên bẻ cánh rồi bẻ chân của con chim. Những con chim đó thì vì nghiệp quả như vậy cho nên kiếp này là tứ chi bị thối rữa, hư, rồi bị mục ghẻ mọc đầy người. Thì cái nghiệp quả như vậy. Thì nhưng có một lần vị này nhờ cái duyên này, được cái duyên tu là có một ngày vị này nấu thức ăn rất là ngon. Thì có một vị A-la, vị đó đã chứng tỳ kheo, đã chứng quả A-la-hán, đến nhà vị này khất thực. Thì vị này tự nhiên thấy vị tỳ kheo, vị A-la-hán đến, tự nhiên sanh cái tâm hoan hỷ và dâng cúng hết cái phần thức ăn ngon của mình cho vị A-la-hán đó, và phát một cái nguyện là con nguyện làm sao để con được chứng quả như cái quả vị mà ngài đang có. Thì nhờ cái công đức cúng dường một vị A-la-hán, công đức rất lớn quý vị, nhờ cúng dường công đức cho một vị A-la-hán có công đức và nguyện là được chứng được cái quả như vị này đã có. Cho nên vị này kiếp này được chứng quả vị A-la-hán như vị đó đã có. Nhưng cái nghiệp đã tạo là gì? Sát sanh quá nhiều, cho nên cuối cùng là bị trả cái quả là bị mục ghẻ lỡ đầy người. Cho nên quý vị biết là tất cả đều có nguyên nhân, đều có cái nhân quả nghiệp báo hết. Chứng quả A-la-hán nhưng mà trước khi chứng quả, cái nghiệp quả là mình phải trả. Nếu mình tu nhiều, mình làm công đức nhiều, đương nhiên chúng ta chuyển nhẹ hơn. Nhưng mà vị này may là cũng nhờ có công đức gieo trồng tam bảo. Thì cho nên nhiều khi mình có duyên được đến chùa nghe Pháp, được tụng kinh, được cái đó, được làm mọi điều lành hướng theo Đức Phật Tam Bảo, quy y Tam Bảo, thì mình biết chắc rằng mình cũng đã từng gieo nhân nhiều kiếp rồi. Cho nên kiếp này mình có duyên được gặp Phật, gặp Tam Bảo để chúng ta tu tập. Thì cho nên cái câu Pháp Cú thứ 41 là không để ngài khai ngộ cho cái vị tỳ kheo này là thân này bỏ đi, không cần thiết. Không bao lâu thân này sẽ nằm sâu trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cứ bị gỗ mục đâu có làm gì được, đúng không? Gỗ mà bị mục thì thân này bị mục rồi cũng dụng. Cho nên quý vị đừng cần luyến tiếc phải xây mồ mã cho nó đẹp để giữ cái thân này, đã bỏ rồi. Bữa trước có một vị đó nói là con thiêu sợ lắm, thiêu là nóng lắm, chôn đi. Chú Hiếu chỉ hỏi lại câu: ôi vậy chôn nằm dưới bị con rầy con kia nó rút rỉa mình không đau đớn à? Cái nghe vậy của nó, ô con nghe vậy con mới nhớ, con mới nghĩ ra cái chuyện này, chắc là đổi lại thiêu rồi. Quý vị thấy không? Tại vì thả xuống đất cũng bị con này con kia nó rút rỉa không đau đớn sao? Thì nói chung là mình hiểu là cái thân này nó bỏ rồi. Khi mà cái nghiệp thức nó lìa khỏi, cho nên cái vị tỳ kheo khi mà nghiệp thức sắp lìa khỏi, Đức Phật mới dặn liền. Đức Phật nói nghiệp thức của ông sắp rời khỏi cái thân xác này, bỏ thân xác này đi như khúc gỗ mục thôi. Thì nhờ cái Đức Phật chỉ cho cái khai ngộ như vậy, vị này không có luyến tiếc cái thân nữa, mới chứng quả A-la-hán. Còn nếu chúng ta còn luyến tiếc một cái bất cứ thân mình cho tới người thân của mình là quý vị không bao giờ, khó để chúng ta siêu thoát lắm. Thì nói với cái vấn đề nghiệp quả của vị tỳ kheo này, thì có những cái điều mà chúng ta thấy, những cái điều trong cuộc sống này nếu mình làm là tổn đức rất là nhiều. Trong đó có cái nghiệp sát sanh, tổn đức rất là lớn. Thứ nhất á, là hay oán giận, hay sân giận. Tại mình nói tôi làm cái chuyện đó đâu có gì đâu, nhưng mà cái đức mình nhiều khi mình tu chưa có nhiều mà mình làm cho nó tổn nữa là rất là nguy hiểm. Thì thứ nhất là oán giận, sân giận. Trong kinh đã từng nói sao quý vị? Một ngọn lửa sân thì đốt cả rừng công đức. Thì cho nên là tức giận, oán giận là tổn đức rất là lớn, hao tổn khí huyết của người mình. Rồi trong còn nói là nếu những người phụ nữ mà oán giận, sân giận nhiều là con cái nó không được mạnh khỏe nữa, nó ảnh hưởng con cái mình nữa. Là thứ nhất là những điều mà làm tổn đức. Cái thứ hai đó là mình quá mạng, mình trịch thượng với, mình quá khích, mình gây cấn với cha mẹ, thầy tổ, những người bề trên, những người lớn hơn mình. Quý vị thấy những bậc rõ ràng trong làm cha làm mẹ của mình, dù cha mẹ, thầy tổ, những người lớn họ có sai thì mình phải cách nào? Nếu mà mình trịch thượng, mình lỗ mãng, mình hỗn xược, mình làm đau lòng buồn lòng người lớn là tổn cái đức. Cho nên quý vị phải để ý, cái đó là một trong những cái điều mà tổn đức. Mình nghĩ rằng ồ mình mắng lại cha mẹ mình một câu, hoặc mình làm cha mẹ mình buồn cái hết thôi không có gì. Nhưng mà thật ra từ cái nghiệp mình gây ra nó đã tổn cái đức của mình rồi, mà cái đức mình tu không biết được bao nhiêu. Rồi điều thứ ba là làm tổn đức đó là gì? Đó là tự oán trời trách người. Nhiều khi mình gặp khó khăn gì mình sao hay gì quý vị, nói trời sao bất công, mình oán trời. Rồi mình trách những người nào mà gây khó khăn cho mình quá, mình trách hờn, mình trách móc đủ thứ điều hết. Thì nội những cái đó là mình làm mất cái hòa khí. Mình oán trời mà ông trời đâu có tự tạo ra cho mình. Mình đi oán ông trời, oán đất, oán người thân, oán đủ thứ người hết, gây khó khăn cho mình. Thì cái đó cũng làm tổn đức. Cái điều thứ tư mà làm tổn đức của mình đó là gì? Là tự khoe khoang, khoa trương bản thân mình. Mình có một mà mình khoe cho 10. Thì điều đó làm tổn đức rất là lớn. Điều thứ năm tổn đức đó là gì? Là đi nói xấu sau lưng những cái chuyện không đúng về người khác. Quý vị nghĩ rằng ôi tôi nói vậy tôi có gì đâu, nhưng mà những cái điều người ta không có mình nói không đúng, mình đi nói sau lưng những cái chuyện không đúng về người khác, cái đó cũng làm tổn đức của mình. Gây thị phi, gây những xáo trộn lẫn nhau, những cái chuyện không đúng, thì cái đó làm tổn đức. Thứ năm. Cái thứ sáu là một trong những cái chuyện đó là sát sanh, là tổn đức. Thì cái vị tỳ kheo này quý vị, những kiếp trước là người săn bắn, cho nên không biết cách đây vài hôm là có đọc một cái câu chuyện mà có cái người này chuyên thích treo đầu thú, săn bắn hươu nai rồi đó, rồi lấy sừng lấy đầu thú treo ở trong nhà, thích trưng bày như vậy. Thời gian tự nhiên cái người này cũng bị lở loét đầy người, cái nghiệp quả khi nó đổ ra rồi đó. Thì cuối cùng mới tìm đến chùa thì những vị sư các sư mới chỉ cách là sám hối, hướng về những cái đầu những con vật đó, đó sám hối rồi đem những con vật cái đầu đi thiêu, đi chôn, đi bỏ đi. Thì sám hối thời gian rồi làm phước bố thí công đức hồi hướng trả cho những con vật đó, thì cuối cùng vì đó được thoát hết, mới hết cái bệnh. đi bác sĩ chữa bao nhiêu bệnh cũng không hết. Thì cho nên cái đó nghiệp quả rất là nặng. Thì cái sát sanh là một trong những cái nghiệp quả mà tổn đức rất là lớn. Cho nên mình thì cũng còn mình còn biết được, mình hướng về ăn chay hoặc mình hạn chế sát sanh, thì cái điều đó làm hạn chế bớt cho mình. Thì cho nên một trong những 6 điều tổn đức. Thì nhân đây thì giải thích cho quý vị về cái nhị chướng luôn, là 2 chướng. Cái nhị chướng này quý vị hay nghe là tam chướng là gì? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Quý vị đã từng nghe từ này chưa? Nghiệp chướng quý vị còn nhớ là gì không? Nghiệp chướng là những cái hành động mà mình tạo ra hàng ngày là một. Thứ hai là ví dụ mình bị sanh vào những cái làm những cái nghề nghiệp như giết trâu, giết heo, giết bò. Thì giống như cái chàng trai kia mình mới học trong kinh đó, thì cũng vì nghèo quá không biết làm gì phải đi săn bắn. Mà săn bắn là đúng một cái nghề mà cái nghề đó làm chướng ngại con người của mình. Thay vì mình phải làm nghề lương thiện hơn thì mình có phước, mà còn cái nghề săn sống này nó quá chướng, nó cản trở con đường tu tập của mình. Đi sát sanh hại vật thì cái đó là nghiệp chướng. Còn báo chướng là gì quý vị? Đúng là kiếp trước mình tạo những cái nghiệp, kiếp này mình bị quả báo, bị đuôi, bị mù, bị câm, bị điếc. Ví dụ đuôi mù câm điếc thì mình đâu có được nghe kinh kệ, mình đâu có được đọc kinh kệ để mình tu tập. Thì cái đó là báo chướng, nó cản trở con đường tu tập của mình, gọi là báo chướng. Và cái thứ ba là phiền não chướng. Phiền não chướng là gì? Những cái tham lam, bệnh tật. Ví dụ sáng là mình nói mình đi chùa, cái tự nhiên mình hơi nhức đầu, cái mình nói thôi ở nhà ngủ. Đó là phiền não chướng. Mà cũng một trong những cái báo chướng nữa đó, hoặc là một cái phiền não. Hoặc là mình buồn cái chuyện gì, cái sáng mình cũng mệt quá, không muốn đi tụng kinh, không muốn tu, không muốn nghe pháp, mình bỏ. Thì cái đó là phiền não chướng. Tham lam, sân giận, si mê nó cản trở. Hoặc là chỉ cần tới chùa nghe vị nó nói có một câu gì, họ nói vô tư thôi mà nhiều khi mình nghĩ ra, cái mình về mình buồn mình bỏ. Mình nói tới chùa gặp cái bà đó không thích, tại vì do bà nói vậy, bà nói là mình giận. Thì cái đó là phiền não chướng. Thì cái đó chúng ta nghe, đã từng nghe rồi. Thì bây giờ nhắc lại quý vị thêm cái điều thứ hai là nhị chướng. Nhị chướng là gồm có gì? Cũng là thứ nhất là phiền não chướng, là hồi nãy mới nói một trong 3 chướng là chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà cái chướng thứ hai rất là quan trọng, đó là sở tri chướng. Quý vị từng nghe từ này chưa? Có nghe là chưa? Thì sở tri chướng là gì quý vị? Sở tri là gì? Sở tri là cái biết, hiểu biết của mình. Ví dụ mình nghe được cái bài, mình học được cái pháp môn, mình nói cái pháp môn này là nhất rồi, không có gì bằng, là không thèm học nữa, cứ chấp vào cái đó, cho đó là chân lý tối thượng rồi, không cần biết gì khác nữa. Rồi cuối cùng mình chết vì mình không cần học hỏi thêm, mình không cần nghe ai nữa hết, mình nghĩ đó là chân lý rồi. Mình học được chút xíu Phật Pháp, mình nghĩ đó là nhiều rồi, là hay rồi, cho nên mình dựa vào đó mình được khoe khoang này kia, cản trở con đường tiến của mình không có thăng tiến được. Là cái đó gọi là sở tri chướng. Rất là nhiều quý vị. Có những vị nhiều khi nghe giảng là nói là không có trồng trọt, hạn chế sát sanh, tại vì trồng trọt cuối cùng có cây cối chặt bỏ hết. Cái đó cũng không làm mất cái sinh khí, rồi cuối cùng rồi không có cái sinh khí gì cả. Nhưng mà cuộc sống mình phải cần có sự hài hòa. Cho nên mình hiểu những cái không đúng, mình nhìn, mình chấp vào đó, mình cho đó chân lý là duy nhất, không có cái gì hơn, mình chấp vào đó, nó cản trở của mình, nó không làm cho mình tiến bộ được. Cái đó gọi là sở tri chướng, rất là nguy hiểm. Thì một trong những cái điều tổn đức là cũng nằm trong cái sở tri chướng, là giống như khoe khoang, tự mãn. Nhưng nãy họ nói quý vị một trong 6 điều đó, khoe khoang, tự mãn với những điều mình có, với những gì mình có. Mình nghĩ đó là nhất rồi, ai nói ai ý kiến cũng không nghe, cứ cho mình là hơn là nhất, còn ai ý kiến mình bỏ. Thì cái đó là sở tri chướng, nó rất là nguy hiểm. Nó làm cho con người mình chậm lại, đứng lại, không có tiến triển được, không có thăng hoa được tâm linh, tại vì mình chấp một chỗ. Thì như vậy cái bài hôm nay cũng rất là ý nghĩa để mình nhắc mình là nếu mình làm trong một trong 6 điều đó, sát sanh hoặc là tịch thượng với người lớn, những cái điều đó tổn đức, thì mà tổn đức thì chúng ta sẽ chịu cái nghiệp quả thôi. Cái nghiệp quả như quý vị thấy không, đã vào tu nhưng mà cái nghiệp quả phải trả, cuối cùng sắp chứng là A-la-hán mà phải bị cái đau đớn như vậy. Thế cho nên người thấy nhiều cảnh, quý vị thấy nhiều vị sau cũng tu nhưng mà sau bị dữ vậy, thì cái đó cái nghiệp quả nhiều kiếp trước, tới lúc nó trổ thì mình phải trả. Nhưng mà trả với gì? Với cái tâm hoan hỷ. Mình không oán trời trách đất, mình không oán ai hết, mình hoan hỷ, mình nghĩ rằng đó là nghiệp của mình chấp nhận, mình trả, thì như vậy sẽ hết nghiệp. Thì vị tỳ kheo cũng vậy. Cho nên Đức Phật tới khai ngộ là cái nghiệp thức ông sắp lìa rồi, ông bỏ cái thân nó đi, đừng chấp vào nó. Thì nhờ vậy vị đó chứng A-la-hán. Thì quý vị có thắc mắc gì nữa không? Chắc đủ rồi ha. Thì hôm nay là mong là mình hiểu thêm cái ý này nữa, để mình học được những cái điều mà không làm tổn đức. Mình chưa tạo đức nhiều thì mình ráng giữ đừng có làm tổn. Tại vì mình đã ít có rồi, ít có phước đức, mình còn làm cho nó tổn nữa thì cuộc sống chúng ta đương nhiên mình có thiếu phước, thiếu đức thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, chướng ngại. Thì chúc quý vị luôn khỏe. A Di Đà Phật.